Suy nhược thần kinh ngày càng phổ biến ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là những người trẻ với áp lực công việc, gia đình và cuộc sống. Tình trạng bệnh này do nhiều nguyên nhân nên để đẩy lùi bệnh cần giải quyết từ nguyên nhân cùng với chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý. Suy nhược thần kinh được biết là tình trạng rối loạn chức năng của vỏ não và trung du dưới vỏ não. Nguyên nhân gây ra tình trạng này chủ yếu là do căng thẳng, tế bào thần kinh hoạt động quá tải, kéo dài dẫn đến suy nhược. Quả óc chó tốt cho não và hệ thần kinh. Quả óc chó có nhiều thành phần rất tốt để duy trì mạch máu. Quả óc chó có đầy đủ omega 3 và omega 6, axit béo cũng như folate, vitamin E và vitamin B6. Tất cả các chất dinh dưỡng cho phép bạn suy nghĩ rõ ràng hơn, tích cực hơn, bởi vì omega 3 và omega 6 làm việc như thuốc chống trầm cảm tự nhiên. Quả óc chó cũng chứa nhiều chất thiamin và magie rất cần cho bộ nhớ, chức năng nhận thức và nuôi dưỡng não. Quả việt quất. Quả việt quất đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt nó là thực phẩm tốt cho hệ thần kinh. Quả việt quất và các loại quả màu đậm khác cung cấp anthocyanin, một chất nguồn gốc thực vật có tác dụng kháng viêm và chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa ngăn chặn tình trạng viêm và stress. Những tình trạng này làm lão hóa não và gây ra các bệnh thoái hóa thần kinh. Các chất chống oxy hóa trong quả việt quất có nhiều trong não. Những chất này cải thiện sự truyền tin giữa các tế bào não. Các nghiên cứu đã cho thấy quả việt quất giúp cải thiện trí nhớ và làm chậm